Này, chim chuột với nhau đi ra chỗ khác đi. Đấy các bạn thấy không, Vinh Xô chả biết làm gì với chiếc tivi này mà thuê hẳn một em gái tổng đài viên về để mở hộp. Còn bây giờ thì bé em ấy đi luôn rồi, và đi đâu thì mình cũng không biết. Còn bây giờ mình phải ngồi đây để có thể review và chia sẻ chiếc tivi mà Vinh Xô vừa mới mở hộp. Và đây là chiếc tivi Kuka 55 S6G Pro, chiếc tivi đầu tiên ở thị trường Việt Nam chạy Android 10. Và chúng ta hãy cùng xem là chiếc tivi này có gì hay và thú vị. Điều đầu tiên thì để có thể nói chiếc tivi nó có đủ tốt để anh em có thể sử dụng hay không thì thứ nhất là anh em cần quan tâm đến mức giá, đúng không? Thì mức giá của chiếc tivi này theo mình tham khảo thì sẽ có 4 phiên bản với các mức giá đang hiển thị ở trên màn hình. Và nếu anh em mua tại Lazada vào ngày 11 tháng 11 ấy thì mức giá của chiếc tivi này chỉ còn là 7.990.000. Thì đây là một cái mức giá rất là ấn tượng khi mà anh em có tivi 4K 55 inch rồi có HDR 10 Plus và những cái công nghệ đi kèm. Vậy thì điều đầu tiên để lựa chọn một chiếc tivi anh em cần quan tâm đó là về cái thiết kế của nó. Thì như anh em đang thấy ở đây, cái viền màn hình của nó với cái mức giá và cái kích thước màn hình thì mình đánh giá đây là một cái phần viền màn hình khá là mỏng. Còn ở phía dưới thì nó sẽ hơi dày hơn một chút, và cái chất liệu hoàn thiện thì làm từ nhựa. Phần chân đế để kê tivi này cũng vậy, cũng làm từ nhựa thôi, nhưng mà cách hoàn thiện của nó thì trông nó cũng đẹp, sắc sảo và kiểu nó bóng lên ấy, nên là nó sẽ phù hợp với không gian nào mà anh em thích cái thiết kế như vậy. Bên cạnh đấy thì anh em có thể để ý một chút ở góc phía bên phải đây. Thì đây là cái sự hợp tác của Kuka với Clip TV để đem lại cái trải nghiệm cho mọi người nó thú vị hơn. Và có sẵn một cái nút là Clip TV ngay ở trên cái điều khiển của mọi người. Nó sẽ có miễn phí cho mọi người 6 năm Clip TV khi anh em mua TV Kuka. Bình thường các hãng khi mà mình tham khảo thì nó chỉ miễn phí khoảng tầm 18 cho tới 24 tháng thôi. Thì đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc TV Kuka nó miễn phí cho các bạn lên tới 6 năm. 6 năm khi anh em dùng chuẩn bị hỏng cái tivi đến nơi rồi ấy, mà Clip TV của khi chưa hết hạn. Đó là thế thôi, chứ thực ra thì tivi Kuka các bạn yên tâm, khi mà Kuka cũng rất tự tin đưa ra cho các bạn một cái chế độ bảo hành 3 năm và 1 đổi 1 nếu có lỗi do nhà sản xuất trong vòng 1 năm. Lại một lần nữa mình lại đi tham khảo những cái trang khác thì thường một vài hãng tivi họ sẽ đưa ra chính sách bảo hành là 2 năm và 1 đổi 1 trong tháng đầu tiên mà các bạn sử dụng thôi. Sau 1 tháng đầu tiên thì chỉ có sửa chứ không có đổi. Còn với Kuka thì ít nhất là trong năm đầu tiên, nếu mà có lỗi họ đã đổi cho bạn, và lên tới 3 năm thì họ sẽ miễn phí hoàn toàn những cái liên quan đến sửa chữa nếu mà có lỗi do nhà sản xuất. Còn nếu mà các bạn chẳng hạn dí cùi chỏ vào tivi một cái mà nó hỏng màn hình thì chịu, chả hãng nào bảo hành cho mọi người cả. Chất lượng màn hình hiển thị thì sao? Thì đây là tấm nền 4K IPS có hỗ trợ HDR 10 Plus. Nó sẽ đem lại rất là nhiều những cái chế độ hiển thị để anh em có thể tùy chọn, tùy phụ thuộc vào những cái nội dung mà mọi người xem. Như là chúng ta có thể tự tùy chỉnh về chế độ người dùng này, hay là khi mà các bạn xem phim thì Netflix and Chill chọn chế độ phim ảnh, chế độ sống động hay là chế độ tiêu chuẩn. Về cơ bản thì những cái màu sắc hiển thị ở trên màn hình này mình đánh giá là nó tươi và nịnh mắt. Đương nhiên là một chiếc TV đem đến cái khả năng giải trí cho mọi người, đúng không? Thì màn hình nó tươi nịnh mắt là quá ok rồi. Còn đòi hỏi gì một chiếc TV phải có màu sắc màn hình chuẩn? Lúc đấy thì anh em cần chủ yếu để làm phim thì lựa chọn TV khác. Khi mà những cái gam màu đỏ, màu xanh lá hay màu xanh dương, đặc biệt là cái gam màu xanh lá khi anh em xem bóng đá ấy, thì nó cũng đủ tươi nhưng mà nó không bị kiểu quá gắt để khiến anh em cảm thấy khó chịu. Và như mình có chia sẻ thì nó cũng có chế độ thể thao để giúp mọi người có thể xem những cái trận cầu đỉnh cao nó đã hơn. Ví dụ như kiểu là trận Barca và Real Madrid. Bỏ qua phần quảng cáo thì anh em thấy trên TV anh em yên tâm về cổng kết nối nhá. Nó không như kiểu là chuyển qua hết cổng Type-C đâu, mà sẽ có đầy đủ cổng USB thông thường để anh em có thể gắn ổ cứng, gắn USB vào để xem phim chất lượng cao, hay là có đầy đủ cổng HDMI để mọi người có thể kết nối với nhiều thiết bị. Và chúng ta sẽ có một cổng là HDMI 2.0 để em giúp kết nối những chiếc như là PS4 hay là cắm PC vào để chơi game. Nó sẽ nhanh hơn, độ trễ nó thấp hơn để những trải nghiệm game của các bạn trên một chiếc TV với màn hình lớn nó cũng sẽ đã và nó sẽ thú vị hơn rất là nhiều. Tiếp theo, một cái điểm ở trên chiếc Kuka 55 S6G Pro này đó là việc nó được trang bị Android 10. Cơ bản thì giao diện nó cũng không khác gì so với Android 9 đâu, nhưng mà những cái trải nghiệm nhanh của mình thì cái tốc độ phản hồi của nó cũng nhanh hơn một chút này. Kết hợp với phần vi xử lý cũng như là cấu hình RAM rồi bộ nhớ trong nó tốt hơn để giúp anh em có những cái trải nghiệm về Android nó cũng sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có một vài công nghệ, ví dụ như là chúng ta sẽ có Bluetooth 5.0. Nhưng mà thường mình thấy là chả ai dùng TV mà đi kết nối với loa Bluetooth cả, thì thường là họ sẽ dùng thêm một cái sao ba ở đây, cắm dây vào thế là xong. Vậy thì Bluetooth sinh ra để làm gì? Một là anh em có thể kết nối chuột bàn phím để có thể gõ ở trên cái màn hình này, nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn so với việc là sử dụng điều khiển. Mặc dù anh em có thể sử dụng điều khiển bằng giọng nói, có Google Assistant. Dự báo thời tiết tại Thổ Quan hôm nay 25 độ và có mây vài nơi.
và anh em có thể cast music lên đây, tức nghĩa là bật những cái bài nhạc ở trên đây, mà nguồn phát bây giờ sẽ là trên điện thoại và nguồn ra sẽ là loa của chiếc TV này. Ngoài ra thì cái ứng dụng này ở trên iOS thì mình có trải nghiệm, đó chúng ta cũng sẽ có tính năng là screen mirror. Cái điều này thì nó sẽ giúp các bạn có thể trình chiếu cái hình ảnh ở trên iPhone, màn hình của iPhone lên cái chiếc TV Kuka. Cái này thì nó không phải là chuẩn của Apple là AirPlay 2 đâu, mà chúng ta sẽ như kiểu là quay lại cái màn hình của iPhone, sau đó thì truyền cái video vừa quay đó lên thẳng trên TV, nên là đôi lúc nó sẽ có một cái sự trễ nhẹ nhất định. Ví dụ như kiểu mình thoát ra màn hình chính này, đấy, đây các bạn thấy không? Đương nhiên là sẽ không thể đòi hỏi cái tốc độ cao cũng như là cái độ trễ thấp ở trên một cái tính năng như vậy của một chiếc TV Android khi mà nó không có tích hợp sẵn AirPlay 2. Còn với Android thì đương nhiên nó cũng sẽ tích hợp Chromecast để anh em có thể trực tiếp stream màn hình ở trên chiếc điện thoại lên trên chiếc TV này, nó nhanh và tiện lợi hơn so với là một chiếc iPhone. Và về cái trải nghiệm âm thanh ở trên TV thì mình cũng không có cái sự kỳ vọng quá nhiều khi mà một chiếc TV ở trong phân khúc này. Mặc dù nó cũng sẽ có trang bị công nghệ là Dolby Audio và DTS để giúp các bạn có chất lượng âm thanh tốt hơn, nhưng mà với loa này thì công suất của nó cũng không quá lớn đâu. Còn nếu anh em muốn thưởng thức những cái bộ phim với chất lượng âm thanh cao hơn hay là muốn nghe nhạc nó tốt hơn thì có thể lựa chọn thêm những cái loa subwoofer hay là thêm một cái giải loa sau 3 thì đem lại cái trải nghiệm của mọi người nó sẽ tốt hơn, đã hơn. Và trên đây thì mình đã chia sẻ với mọi người những cái trải nghiệm của mình về chiếc TV Kuka 55S6G Pro. Thì cơ bản một chiếc TV với phân khúc giá tại Lazada, nếu mà anh em có thể săn được thì mức giá chỉ là 7.990.000. Thì chúng ta sẽ có được cái gì? Một chiếc TV với độ phân giải 4K, kích thước 55 inch, Android 10 mới nhất và có thể cast và sử dụng ứng dụng ở trên iPhone. Vậy thì anh em nghĩ sao? Thì đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ở bên dưới. Và đặc biệt là anh em hãy nán lại một chút để tôi nói cho anh em một cái chương trình giveaway. Anh em chỉ cần làm theo những cái bước ở trên màn hình hiển thị là anh em đã có thể có cơ hội trúng một chiếc Kuka Wireless Earbud. Follow Instagram của Kuka này, subscribe kênh YouTube của Vật Vờ Studio, và ngày 12 tháng 11 thì họ cũng sẽ công bố người trúng thưởng chiếc tai nghe wireless đến từ Kuka. Và bên cạnh đó, trong thời gian này khi mà anh em mua TV Kuka sẽ được tặng kèm theo một chiếc loa kéo Bluetooth di động có 2 mic để anh em có thể tự tin hát karaoke ở nhà. Và trên đây thì mình đã chia sẻ hết với anh em rồi, có gì mình chia sẻ hết rồi. Bây giờ mình phải đi tìm sếp mình về đây. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.